Tử Vi Đức Thắng xin chào anh chị ạ. Hôm nay chia sẻ tới anh chị một lá số nữ mệnh dương lịch 14 tháng 8 2017, âm lịch 23 tháng 6 nhuận giờ Mùi đấy. Hôm nay ngày hẹn 15 tháng 5, ngày chủ nhật dương, chủ nhật tôi vẫn phải làm anh chị ạ. Năm xem là 2022, năm Nhâm Dần, 6 tuổi thì đang 6 tuổi đây, 3 tuổi là bắt đầu là chạy đại vận này. Đinh Dậu tuổi âm mệnh đóng tại cung dương, như vậy là âm dương nghịch lý. Âm dương nghịch lý thì kiểu gì nó cũng sẽ có cái sự vất vả trong cuộc sống. Đầu tiên nói về cái chuyện học hành thì lá số này học hành là ổn, anh chị để ý cung Tý nhé. Cung Tý mệnh liêm tướng, tướng đi với ân quang thiên quý thì bé sẽ học hành rất giỏi, đặc biệt là tử phủ đi với thanh long, cái chuyện học hành là hanh thông thuận lợi. Nhưng mà khi đi ra đời làm việc sẽ ra gặp nhiều cái sự gian nan trục trặc về mặt công việc đấy. Đại vận này tuần triệt triệt xong tuần tuần tiếp theo mệnh này bị phá cách một chút là nó có địa không địa kiếp, thế nên là khi công danh nó lên cao hoặc là cái đường kinh doanh nó đang vượng thì hết sức cẩn thận. Tiếp theo cái tình duyên tình ái của lá số này thực sự là nó không được tốt cho lắm. Mệnh là sơn hạ hỏa, cục là mộc tam cục, cục mệnh là cục mệnh tương sinh, nhưng cung thiên di là phá quân đi với đào hồng hỷ đi với địa kiếp thì thành ra là ra ngoài nhiều cái hung họa, nhiều nguy hiểm, cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là họa liên quan đến tình duyên tình ái. Hãy cẩn thận tình duyên tình ái, ra ngoài rất dễ bị lừa. Cũng như là cái chuyện chồng chồng con ban đầu lấy thì rất là vui vẻ, rất là tốt, vợ chồng quấn quýt nhau vui vẻ là cái sao tham lang tham hỏa. Không những chồng thế, chồng lại còn khéo, lại còn giàu, nhưng mà về sau lại có đào hồng đi với kiếp, địa không đi với phục binh, ở đây đi với thiên hình hỏa, ở đây hỏa hình không kiếp, không đơn giản anh chị nhé, không đơn giản ở cái cung phu này đâu, rất phức tạp. Thân là cư phúc đức, thân cư phúc đức này ở đây à, quên, tôi cứ quen cho quen dịch chuyển, nhưng hôm nay là tôi chơi cái bài là quay theo kiểu là full là số chữ, nó hơi nhỏ nhưng mà được cái là không phải chuyển động nữa, thôi cứ thế mà quay thôi, hạn chế dừng lại. Đây, thân cư phúc đức để thất sát lâm thân trung thị yểu này đấy. Thất sát bình thường mà nó miếu điện nó gặp nhiều cát tinh thì rất là rực rỡ, nhưng mà sát mà gặp hình gặp triệt như thế này thì lại thành dở rồi, thế nên độ rủi ro ở cái lá số mệnh này tương đối cao, đặc biệt khi mà vào cái vận 43 công danh tài lộc tình duyên gia đạo nó cứ lung tung beng hết cả lên đấy, cái vận đấy là hết sức cẩn thận. Rồi vừa xong là phần khái quát thì tiếp theo là mời anh chị vào cung mệnh. Mệnh lập tại đất Tý, cách cục là tử phủ vũ tướng hội liêm phá liêm trinh, rất là đào hoa, đặc biệt là số này là hội với đào hồng hỷ, hoàn toàn có thể làm những ngành nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật giải trí biểu diễn, là cái tổ hợp sau này văn hóa nghệ thuật biểu diễn kiến trúc xây dựng mỹ thuật, những cái ngành nghề liên quan đến làm đẹp đấy, là liêm đi với đào hồng hỷ đấy, nó là như vậy. Liêm trinh nóng tính một chút, đặc biệt đi với địa không địa công, địa không địa kiếp cũng khá là nóng tính. Liêm trinh thì hỏa vượng thân tràng, lộ hầu lộ nhãn, mắt vàng mày xanh, tính thời táo bạo tư tranh, khi giữ khi lành là du đãng phân hoa, đặc biệt khi có bộ sao đào hồng. Bé thì không sao, nhưng mà lớn ra khỏi vòng tay bố mẹ, ra cái môi trường bên ngoài là cái họa tình duyên tình ái, cái họa đào hoa nó cận kề bên cạnh anh chị nha. Quan lộc thì phục binh địa không, thiên di là gì, đào hồng đi với địa kiếp thì người ta gọi là như bông hoa nhài cắm bái cứ trâu, nó là như vậy đấy, là cung thiên di này. Tôi đang nói cả mệnh cả di vân vân nhá. Thiên hỷ hay nói hay cười, miệng cười là có duyên, thế nên là nhiều anh chết lắm anh theo, mà khi mà gặp phải cao thủ thì anh chị biết rồi, rất dễ dính đòn. Rồi thiên tướng chính chính trực này, đứng đắn này, đàng hoàng này, là cái sao thiên tướng, trí nhớ lâu dài, cái khuôn mặt nó uy nghi, nó oai nghiêm một chút, nhiều khi người ta nhìn người ta phải nể phải sợ một chút, là cái sao thiên tướng. Thiên tướng lòng thẳng mặt hiền, thiên tư mỹ lệ khoa quyền hẳn hoi, thiên tướng là mặt con người hương trời sắc nước, mặt ai tướng hồng. Lá số này có tướng đào hồng hỉ, đào hồng đi với song hỉ, chắc chắn là khuôn mặt nó luôn luôn phát ra một cái nụ cười tươi rói rói, truyền lửa truyền nhiệt huyết đến các anh rồi đấy, là cái sao thiên tướng. Thiên tướng rất chính trực, rất đứng đắn, rất đàng hoàng, rất bao dung, thích giúp đỡ những cái người mà yếu thế, những cái người mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, thế nên là thiên tướng này mà ra ngoài là rất dễ bị người ta, bị cái lòng nhân ái của mình, bị cái lòng chính trực của mình, tức là người ta lợi dụng vào những cái gì tốt đẹp của mình, người ta lừa mình đấy, là cái tổ sau này. Thiên tướng tốt, thiên tướng hóa khí là ấn chủ về công danh, thế nên là bé học hành là thông tuệ, học hành là giỏi giang, trí nhớ là lâu, phi liêm là tóc dài tóc đẹp, ân quang thiên quý, ân điển sắc phong của nhà nước, bé khi đi học là hay được bằng cấp, hay được giấy khen của nhà nước ghi công ghi danh. Nhưng mà tổ hợp này lớn lên ra ngoài là rất phức tạp về mặt tình duyên tình ái, rồi về mặt kinh doanh buôn bán đấy, là cung mệnh của lá số này anh chị nhá.
Rồi tiếp theo mời anh chị vào cung 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 quan đi. Quan lộc đầu tiên có vũ khúc này, vũ khúc nhưng mà gặp tuần nó chỉ cái sự vất vả về mặt công danh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vũ khúc là sao chủ về tài chính, kế toán, ngân hàng, liên quan tiền bạc. Thế nên là số này làm về cái khoản kinh doanh thì rất là đắc cách, tổ hợp cái sao vũ, tổ phủ vũ tướng là như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất vũ khúc nó phải có cái gì? Nó phải có lộc tồn, nó phải có hóa lộc, nó nhập vào cung quan lộc thì nó mới cát lành, nó mới tốt được. Đây không có hóa lộc lại còn địa không lại còn đi phục binh. Cách cục thì là đối diện thì lại tham hoảng. Như vậy khi là công danh, khi là tiền tài nhiều thì rất dễ bị người ta lừa gạt, là cái con phục binh này. Tiếp theo bị người ta cướp đoạt một cách trắng trợn là con sao địa không. Đấy, long đức thì cái bản tính của lá số này là tốt tâm, tốt tính, hiền lành. À, thực ra là nó cũng hai mặt lắm. Cái sao liêm trinh mà hỏa vượng thân tràng, lộ hầu lộ nhãn, mắt vàng mày xanh, tính thời táo bạo tương tranh, khi giữ khi lành du đãng phân hoa, cũng rất hai mặt. Nhưng mà trong công việc mà có long đức thì thường thường là số phải chịu thiệt thòi, mà có con phục binh thì hay bị lừa, có con địa không thì bị người ta cướp trắng trợn. Đấy là tổ hợp cái cung quan lộc của lá số này làm về những ngành nghề liên quan tài chính, kế toán, ngân hàng, liên quan tiền bạc, liên quan đến bất động sản cũng tương đối hợp là dành cho cái lá số này. Quan lộc mà vũ khúc thì có cái năng lực hành động, kiếm tiền các thứ rất giỏi. Nó chứ không như cái sao thái âm, cái sao nó chủ về cái sự hưởng thụ, dễ dàng kiếm ra tiền, nhưng mà cái lực kiếm tiền nó không mạnh như cái sao vũ khúc. Đấy, nhưng mà quan lộc gặp tuần như thế này thì nó cũng có cái hay là nó chế được cái con địa không, nó tránh đi cái rủi ro về mặt tiền bạc trong cái quá trình công việc, trong quá trình phát triển kinh doanh. Tiếp theo cung tài bạch mới là cái cung vượng, cái cung tốt đẹp nhất, cung gần như là tốt đẹp nhất của lá số này. Cung tài bạch tử vi thiên phủ, tử vi là vua này, thiên phủ là gì? Thiên phủ là thiên kho quốc khố tài nguyên ngân hàng. Lá số này sau này có thể nắm trọng trách, nắm những cái vị trí quan trọng, ví dụ như thủ kho này, ví dụ như thủ quỹ này, vân vân. Đấy là tổ hợp sao thiên phủ. Thiên phủ nó chủ về nhà quản lý nhà hàng, quản lý khách sạn, quản lý chợ, thuyền, bến, bãi, rồi quản lý kho, khố, hậu cần, quân nhu, quân lương, nhân lực, tài nguyên, tài chính. Đấy là cái sao thiên phủ. Tử vi ở đây thì thường là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính. Đấy, tử vi thiên phủ là như vậy. Tử vi thiên phủ thì hay làm cho những người mà có chức vị, có công danh, có quyền hành lớn. Tử vi là sao vua. Cách cục tử phủ vũ tướng là quan cao lộc trọng, quan cao lộc trọng, thường là làm cho những người có chức vị, có quyền hành, có một cái thế lực kinh tế khá là lớn, là cái cung tài bạch này. Đấy, tài bạch này có thất sát vì thiên hình, ngoài ra có thể làm cho những ngành nghề liên quan quân đội, công an, cảnh sát, liên quan nhà nước cũng rất hợp cách đối với cái lá số này. Nói là hợp cách nhưng mà để phát triển con đường về mặt công danh thì thực sự nó rất là khó. Đấy. Thân cư phúc đức, thất sát miếu địa gặp triệt, sát hình miếu địa thì khôn ngoan anh hùng, khôn ngoan nhưng mà sát gặp triệt người ta gọi là tượng là kiếm gãy rồi. Thế nên là tốt nhất là không nên lao vào con đường binh nhiệt, thực sự là nó cái sự vươn lên nó khá khó khăn. Đấy, tướng ở đây là gặp đào hồng hỉ nhưng mà gặp địa không, địa kiếp, gặp diêu, gặp phục nó bị phá cách. Thế nên là số này theo cái con đường kinh doanh hợp lý nhất. Ngoài ra cung tài bạch có tổ hợp là thanh long lưu hà. Rồng gặp nước này, rồng mây gặp hội này, tuyệt có nguồn tiền kín 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 đáo, có một cái nguồn tiền bí mật là cái tổ hợp sao này. Tiếp theo thanh long là cái sao nó chủ về may mắn trong khoản tiền bạc, thế nên đi vào kinh doanh là hợp lý nhất. Đó, nói chung tiền bạc là dư giả, tiền bạc là khá giả, nhưng mà cái lá số này là vất vả về mặt tinh thần, số là không được hưởng, rất vất vả. Vất vả trong khoản kiếm tiền, vất vả trong khoản tinh thần. Chính là cái cung phúc đức thất sát gặp triệt, thất sát. Cái cung phúc đức nó chỉ về cái độ may mắn, nó ám chỉ một phần về sống lâu, sống thọ nếu mà sáng. Thế nên lá số này tốt nhất là sau này nếu mà có những cái sự cố bất trắc xảy ra về công danh, về tài lộc, đặc biệt là về mặt tình duyên gia đạo thì cũng cứ vui vẻ mà sống. Đấy, sát hình, thất sát lâm thân, trung thị yểu, sát hình ở cái cung dần, cung thân là sát hình miễu địa. Nhưng mà sát hình gặp triệt người ta gọi là kiếm gãy hết rồi. Thiên hình như thanh thượng phương bảo kiếm của bao công, thất sát là biểu hiện của thượng tướng quân, của đại tướng quân. Thất sát mắt lớn rọi đèn, việc làm muốn chóng, muốn xong cho rồi. Thất sát bản tính cương cường, cơ quan mưu sự chất thường trong gan. Đấy, bình thường thất sát và sáng thì có thể hoàn toàn là số là cầm quân, cầm quyền. Nhưng mà sát gặp triệt người ta gọi là kiếm gãy. Tiếp theo ân quang thiên quý cũng là hiện tượng ân điển sắc phong, làm cho nhà nước rất hay, nhưng gặp triệt thì nên không nên vào. Quốc ấn cũng là con dấu, cũng là chức quyền, cũng là địa vị, nhưng mà lại gặp triệt rồi, tốt nhất là không nên làm
trong nhà nước thì nó sẽ hợp lý hơn. Thiên quan thì mát này, thất sát đi với kiếp sát bình thường là có quyền sinh quyền sát nhưng mà nó gặp hết triệt rồi. Thế nên là số này tuy là có làm ra tiền nhưng mà rất vất vả, nói chung thân tâm nó rất vất vả. Đấy là cung này mà thân tâm nó rất vất vả thì ý nói là một phần nào đó nó chỉ về cái sự lao lực trong một khoản kiếm tiền, mà đến một cái thời điểm nào đó mà cái tinh thần nó kém đi là độ rủi ro nó dạng khá cao. Thế nên là thất sát lâm thân trung thị yểu là nó ở cái điểm này. Cái tổ hợp cách sát phá tham ở đây lại có thiên hình, thứ nhất là nó gặp triệt, cái thứ hai có hỏa tinh, cái thứ ba là có thiên không, cái thứ tư là lộc tồn đi với đào hồng đi với địa kiếp, cái độ rủi ro về mặt tiền bạc và mà về mặt tình duyên tình ái nó rất rất cao. Lộc tồn nó phải đi với thiên mã hoặc đi với những cái sao cát thì mới tốt, còn mà lại đi với cái sao địa kiếp là một ông tướng cướp mà, thế nên là cái họa về tình duyên, họa về tiền bạc nó luôn luôn thường trực xảy ra, thế nên hết sức cẩn thận. Rồi đấy là cung phúc đức thất sát này, một cung khá là vất vả cho cái lá số này. Học hành thì hành thông thuận lợi đấy, nhiều lắm bằng nhiều cấp, nhưng đến lúc ra đời cũng rất vất vả trong cuộc sống, đại vận trí triệt triệt tuần tuần như này. Cách cục thì địa không địa kiếp phục binh thiên diêu là bị phá rồi. Rồi tiếp theo là cung phụ thiên di đây, đây thiên di đây, à quên, vẫn quen cái lỗi ngày xưa, để nguyên lá số anh chị nha, nhỏ một chút nhưng mà đỡ phải di chuyển. Cái thiên di mà phá quân thì bình thường ra ngoài có thể tạo nên công danh sự nghiệp mới được. Đấy là cái con phá quân như này. Phá quân là gì? Phá quân là quân nhân, phá quân là khai quốc công thần. Phá quân thì nói chung không sợ ai, bản chất của phá quân là cũng là một thượng tướng quân. Phá quân chuyên là những cái người đi đầu, chuyên là người xung phong trận tuyến, là cái người mà không biết sợ trời sợ đất là gì. Gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu, gặp những cái việc gian nguy khó khăn nhất thì sao phá quân sẽ đảm nhiệm được. Đấy, phá quân đi với địa kiếp thì nó rất là hai mặt. Đấy, lúc được thì được rất lớn nhưng mà lúc bại rất kinh khủng, là địa không địa kiếp. Tiếp theo đào hồng đi với thiên diêu mà lại gặp địa kiếp như thế này, ra ngoài họa tình duyên tình ái nó rất rất cao, thế nên hết sức đề phòng. Tiếp theo lộc tồn đi với địa kiếp ra ngoài thì cũng là kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng mà lộc tồn đi với địa kiếp thì kiếm được nhưng mà dễ mất, bị người khác lừa. Ví dụ như kinh doanh buôn bán góp vốn làm ăn bị người ta lừa, đấy là một cái dạng lừa này. Cái thứ hai là có thể bị mất này, cái thứ ba có thể làm là người ta không trả lương, người ta cướp đoạt, người ta nợ lâu dài. Rồi tổ hợp này cũng may có sao thiên đức phúc đức, thiên nguyệt đức ngộ đào hồng, trai lấy vợ đẹp gái lấy chồng sang, thiên nguyệt đức tọa chiếu phương, cùng là quan phúc trừ hung cứu người. Ở đây có thiên đức phúc đức chiếu vào mệnh, chiếu vào thân, thế nên là tuy là tiền mất nhưng mà được cái là của đi thay người, chính là cái ý nói nó là như vậy. Tiếp theo là cung phu anh chị nha. Rồi cung phu này, cung phu là tham lang tính bẩm thông dung, say miền gái đẹp, rượu nồng miếng ngon. Cái lá số này là giáp khôi giáp việt, như vậy chồng cũng có một cái cốt cách gì đó nó rất là quý nhân. Đấy, học hành các thứ là giỏi giang, đầu óc là tốt. Tham hỏa thì là vào cách vào cục, tham hỏa miếu cách phú ông, tham linh tịnh thủ tướng hùng vang danh, thế nên chồng là sau này sẽ là người giàu có, người khá giả. Tiếp theo là gì? Thiếu dương thiên công, khôn ngoan sắc sảo thông minh, tướng quân năng động nhanh nhẹn tháo vát. Dưỡng thì bắt đầu tình cảm được tốt, được vun vén, nhưng càng về sau càng dở ở cái điểm tam phương tứ chính nó chiếu về. Ban đầu là gì? Là tham lang là cái sao mà khéo ăn, khéo ở, khéo nói, khéo tán tỉnh những người con gái, là cái sao tham lang, giỏi cái ngôn ngữ, giỏi đối nội đối ngoại, ngoại giao giao tiếp là cái sao tham lang. Ăn được, nhậu được, nói được, có cái tham vọng lớn cũng là cái sao tham lang. Đấy, thế nên là ban đầu đến với nhau rất vui vẻ, nhưng sau đó một thời gian đào hồng gặp địa kiếp, gặp thiên diêu như bông hoa nhài cả mãi cứ trâu. Đấy là một cái thứ nhất. Cái thứ hai có địa không phục binh chiếu về, cái phục binh mà đi với đào hồng tượng là có người thứ ba xen ngang. Cái thứ tư là có linh tinh nhị ở chiếu sang, cái thứ năm là có thiên hình hỏa linh không kiếp xấu sao. Đấy, chính là cái bộ sao ở cái cung phu của lá số này, hỏa linh này, không kiếp này, đi với hình này, hỏa linh không kiếp xấu sao, lại còn thêm cả hỏa linh hình nữa, mà lại cả diêu cả phục, toàn những cái sao chủ về oan trái nghiệp quả liên quan tình duyên. Thế nên ban đầu thì tốt nhưng mà sau thì là nó lại bất lợi. Vậy cách hóa giải là gì ạ? Cách hóa giải là thôi, mắt nhắm mắt mở, tai thính tai điếc, bỏ qua hết các cái chuyện ba lăng nhăng, sống vì con vì cái. Sẽ được là số này, cái cung tử tức nó rất hay, cung bố mẹ rất là, cung nô bộc cũng tốt nhưng mà nó không trọn vẹn. Cung tử tức này anh chị nha, tình duyên thì là rõ ràng là càng về sau càng xấu, là cung tử tức lại thấy hiện tượng là có tả phú bật. Tả phú bật là gì? Là con khác dòng, là con cái tài năng, là đông con nhiều cháu, thai đi với tả hữu sau này chắc chắn là tượng là con hai dòng.
Thái âm ở cung đây thì con cái sau này thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, học hành, thông tuệ, kiến thức hơn người. Làm về những ngành văn hóa, nghệ thuật thì cũng rất là hợp với sao Thái âm. Thái âm là mặt trăng, biểu hiện của nó là cái sự lãng mạn, của nó là cái sự tinh tế. Thái âm chủ từ về tài, chủ về phú, thế nên con cái sau này là giàu sang khá giả. Đi với song hao thì nói chung ban đầu sẽ rất rất phải hao tốn tiền tài chăm lo sự nghiệp cho các cháu. Con cái ở đây thái tuế thì chính trực, đứng đắn, đàng hoàng, thiên khốc thiên hư, ban đầu cũng chút nước mắt. Có thiên việt thì hiện tượng là con cái là thông minh xuất chúng, đấy, học hành giỏi giang. Hóa lộc, thái âm đi với hóa lộc, con cái sau này rất khá giả, ban đầu thì hao tốn một chút nhưng càng về sau nó càng báo hiếu mình. Tả phú vật cũng rất là hay, thai phụ phong cáo chủ về bằng cấp, văn tinh, thông minh, thiên tài, có tài năng. Tứ linh thiên việt, tả phú vật, hóa lộc, đối diện lại là hóa quyền, cung con cái rất là tốt anh chị nha. Rồi cung con cái này thái âm nó chủ về người con gái, thế nên là sau này là số lượng là gái nhiều hơn trai, nhưng về cơ bản cô nạo thành công, cô nạo thành danh, cô nạo thành đẹp, thành đạt, học hành, thông tuệ, giỏi giang, xinh gái, chính là cung tử tức này. Tiếp theo mời anh chị vào cung phụ mẫu. Phụ mẫu thiên lương thì ý nói là cha mẹ thiện lương, thiện tính, hiền lành. Thiên lương là chủ về phúc, thiên lương là một phúc tinh, biệt hiệu là ấm, thế nên là bé là được cha mẹ chăm sóc, được cha mẹ che chở, ấm là che chở, chăm sóc kỹ càng này, che chở này, đầu tư cho học hành này, đầu tư cho sức khỏe rồi vân vân. Đấy là thiên lương. Thiên lương đắc điện như thế này là hội tả phù bật, hội hóa khoa thai tọa, long chỉ phượng các hoa cái hỷ thần. Thì bố mẹ là người có năng lực, có kiến thức, có chuyên môn, có tài năng, có sự đứng đắn đàng hoàng, thai phụ phong cáo, sắc phong bố cáo, cũng hỷ thần hay nói hay cười, hoa cái cốt cách cao sang quyền quý. Nhưng mà đôi khi lương đi cái thì hơi cô độc, và nhiều lúc thì nó sẽ liên quan đến cái mảng tâm linh một chút, khoa học huyền bí một chút, long chỉ phượng các, bố mẹ bằng cấp đầy mình, lại còn đi với cả hóa khoa, đi với tả hữu, long chỉ phượng các hai sao đóng vào cung xỉ khu mùi vượng thay, diêu thì khốc rồng mây gặp hội, trốn thi đình danh vọng vào cao. Đấy là cái cung phụ mẫu này. Mộc đối thổ cũng rất hợp là mệnh hỏa cục mộc, phải nói là cung mệnh nhị hợp với cung phụ mẫu, mà phụ mẫu lại có tả hữu, có hóa khoa, lại có thai tọa, như vậy là lại có hóa lộc, như vậy kiến thức bố mẹ là rất là tuyệt vời. Thế nên là sau này khi đi ra đời làm việc là nên hỏi cái ý kiến kinh nghiệm của bố mẹ. Mệnh nhị hợp với đúng bố mẹ, mệnh nhị hợp với cung phụ mẫu này, mà thiên lương lại ngũ hành là mộc đối thổ, rất hợp mệnh hỏa cục mộc, thế nên là hoàn toàn hợp bố mẹ. Ở đây thì sẽ hợp mẹ nhiều hơn bố, mặc dù là con gái. Tại sao ạ? Từ cung này là cung âm, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thái âm nó sáng sủa. Cái thứ ba là thái dương đây nó gặp tuần, gặp đà la, có cái gì đó càng về sau nó càng ít hợp bố hơn, nó sẽ hợp mẹ nhiều hơn. Nó còn cơ bản thì cái cung phụ mẫu này rất đẹp, lương đi với tả hữu, đi với thai tọa, đi với khoa lộc, công danh, tài năng, kiến thức, danh dự, tài lộc đầy đủ cả. Đấy là cái cung phụ mẫu này. Phụ mẫu mà thiên lương thì bố mẹ có thể làm những ngành nghề liên quan đến y tế, liên quan đến giáo dục, liên quan đến công tác xã hội, liên quan đến những cái ngành nghề liên quan giám sát, quản lý, vân vân. Đấy là cái sao thiên lương. Tiếp theo mời anh chị lại vẫn quen cái thói quen cũ, một thói quen mới hình thành xem ra là cũng khá là lâu rồi. Cung nô bộc, cung nô bộc tại âm dương lương sáng, đi với tổ hợp cách là tứ linh, bạn bè chính trực, đứng đắn đàng hoàng, tả phù vật, đông bạn nhiều bè, có sao tuần thì nó sẽ bị cản trở một chút, còn lại bạn bè tư chất vẫn rất thông minh, sau này sẽ trợ giúp cho mình. Lá số này cách cục cũng khá là cao, sau này cũng sẽ là người có cái, sau này cũng sẽ là người nắm những cái chức vụ nhất định, mà có quân, có quyền, có người trợ giúp. Đấy là cái lá số này. Cung nô bộc là thái dương, ngũ hành thuộc hỏa, ngũ hành thuộc hỏa hợp với mệnh hỏa cục mộc, thế nên sau này được bạn bè trợ giúp. Nhưng mà về lâu về dài có con đà la ở đây thì nó sẽ có cái sự cản trở nhất định. Đà la kỳ đà cản mũi. Thái dương thì nó chủ quan, chủ quý, chủ về tranh chấp, thế nên sau này rất dễ xảy ra tranh chấp, rồi nói xấu nhau, rồi cản trở những cái công việc làm ăn của nhau. Ban đầu thì hay nhưng mà sau giờ bạch hổ tang môn chủ về buồn phiền, chủ về nước mắt. Quan phủ là phản bội này, quan phủ phản bội này, phá toái là phá ngang với nhau này. Nhưng mà kêu bạn bè rất chính trực, rất đàng hoàng, có thể kết hợp được, mặc dù có một chút tranh chấp thị phi, phá ngang, phá nhau một chút, tiểu nhân hãm hại, nhưng mà không sao. Thị phi ở cái con hóa kỵ ở cung đây này, phá toái ở cung kia này, đà la ở cung kia này, cơ bản cách cục vẫn là rất là tốt. Âm dương lương tả hữu đi với khôi việt, đi với hóa lộc. Đấy là cung nô bộc. Cơ bản thì bạn này được ba cung khá là đẹp: cung phụ mẫu, cung nô bộc và cung tử tức. Trong đó có cung phụ mẫu và cung tử tức.
là rất là sáng. Đấy, cung phụ mẫu lương đắc địa sáng, gội nhiều cát tinh, tử tức thái âm. Thái âm ở cung kim, ngũ hành của nó lại thuộc thủy, thế nên được cái thế tương sinh âm đi với lộc là rất đắc cách, lại còn đi với tả phù, đi với tả phù ngũ bật mà. Đi với tả phù bật lại đi với thiên việt như thế này, nói chung rất đắc cách. Con cái thông minh xinh đẹp, sau này học hành thông tuệ giỏi giang, tiền nhiều, phong thái nho nhã. Thái âm, thái âm thuộc thủy, tức là văn chương của người hoa phong tình, yêu người dạ khí quang minh, từ thân đến xỉu dạ sinh mấy kỳ cơ mà. Đấy, tình duyên thì hơi xấu, nhưng mà được cái con cái sau này đẹp, tiền bạc cũng rất khá giả. Thế nên là để mà sống tốt trong cuộc sống thì tốt nhất là đấy, đấy, tình duyên tình ái nó xấu như này cơ mà. Thế nên là nói chung là mắt nhắm mắt mở, tai thính tai điếc thì nó sẽ rất tốt cho cái lá số này. Tiếp theo mời anh chị vào cung huynh đệ. Huynh đệ mà có cự môn hóa kỵ, lá số này là can đinh mệnh hỏa, thì nói chung là xúc khắc rất nặng, không kết hợp được làm ăn được với nhau đâu. Đây là cái thứ nhất, cự môn như với hóa kỵ này. Tiếp theo có cái con thiên khôi ở đây thì thường thường sẽ là có con thiên khôi ở đây thường thường mình sẽ là con thứ đấy. Thiên khôi mà đi với cô thần quả tú tang môn bạch hổ là hiện tượng có người anh cả hoặc là có người chị gái trên mình mất khi sinh hoặc khi nuôi dưỡng, chính là khôi đi với cô quả, đi với tang môn, đi với độc quân. Sinh mộ vượng sau này thì đông anh đông em là cái tổ hợp sau này, xương khúc để anh em học hành tông tuệ giỏi giang, nhưng mà trong cái quá trình thi cử các thứ là rất dễ là bị thi rớt, thi trượt ở những cái kỳ thi quan trọng. Thiên khôi là trưởng khôi ngô tuấn tú thông minh học hành giỏi giang này. À, tấu thư là tinh tế tế nhị, ăn nói tốt này, đường phù đen nét đẹp này, thiên phúc cát lành, mã đi với chàng sinh sau này là không gần anh không gần em, mỗi người lập thân lập nghiệp ở phương xa. Tổ hợp cung huynh đệ này là cự môn cự cơ đồng, đối diện là thái dương, có hóa khoa chiếu về, có thiên khôi, có văn khúc, có tấu thư, thế nên là anh chị em nhà này quả thực là học hành rất giỏi. Văn xương văn khúc này, thiên khôi này, hóa khoa này, hóa quyền này, tam thai bát tọa này, tấu thư này, thiên mã này, vân vân. Cung huynh đệ khá là ổn nhưng mà có rất nhiều sự xung khắc, không thể kết hợp làm ăn được. Mã đi với chàng sinh và xa nhau rồi, cự đi với kỵ can đinh mệnh hỏa thì khác nhau rất là nặng rồi. Tiếp theo là cung điền trạch. Điền trạch mà có triệt thì bị cản trở một chút, sau này là tự tự tay kết hợp với chồng mua sắm đất đai nhà cửa điền sản đấy. Tiếp theo cung quan lộc. Cung quan lộc mà cung phu như này thì hai vợ chồng nói chung không kết hợp được làm ăn, địa không địa kiếp phục binh ở cung quan. Tiếp theo cung này là hỏa, rất nhiều sát tinh nó chiếu vào cung phu, và cung quan lộc thì có một vài sát tinh cho nên không kết hợp được. Ban đầu thì vợ chồng kết hợp làm ăn mua đất đai được này, còn để mà bố mẹ truyền cho xem ra là nó hơi khó. Thứ nhất là con gái, cái thứ hai có sao triệt ở đây, tuần triệt đóng ở điền cung tư cơ, cha mẹ không truyền đến cho. Tiếp theo thiên đồng tượng bạch thủ thành ra, lá số này hoàn toàn có thể làm điền trạch được, ngoài 33 tuổi, bắt đầu 33 tuổi là làm được, hoàn toàn làm được. Đồng ngũ hành thuộc thủy khắc mệnh hỏa nhưng mà lại sinh cho mệnh cục, sinh cho mộc cục là cái thứ nhất. Cái thứ hai đồng ở đây đắc hóa quyền, cái thứ ba có hóa lộc, cái thứ tư có hóa khoa, lại có cả hóa kỵ, như vậy là đắc tứ hóa luôn ở cái cung này. Tiếp theo đồng đi xương khúc, hiện tượng là nhà cao, nhà to, nhà rộng, nhà đẹp. Tiếp theo có linh hỏa ở đây thì cẩn thận, có tang ở đây, có kỵ ở đây thì cẩn thận cháy nổ nhà cửa. Tiếp theo đồng đi với song hao là có hiện tượng kinh doanh buôn bán đất đai được. Đi với khoa quyền lộc sau này là sẽ tốt. Sinh mộ vượng đi với sinh mộ vượng đi với xương khúc sau này là nhà cao cửa rộng, đặc biệt là có tam thai bát tọa, những cái sao đó liên quan đến đài các tinh thì sau này nhà sẽ là to cao rộng, cứ hết lại có. Đồng là bạch thủ thành ra, thế nên là tự tay mua sắm và càng ngày càng nhiều. Sau 33 tuổi nó triệt, nó nhẹ đi thì cái cung điền trạch nó phát lên thì đất đai nhà cửa là nó nhiều, là nó tăng lên rất nhiều. Tiếp theo là cung tật ách, anh chị nha. Tật ách là thiên cơ, chủ về những bệnh liên quan cơ xương khớp, bệnh liên quan tay chân, bệnh liên quan tinh thần. Tại vì thiên cơ nó là trí tuệ, thiên cơ nó là đầu óc, đấy là những cái bệnh này. Có kình dương ở đây, có kình dương thì cẩn thận liên quan đến mổ xẻ một chút. Có hóa khoa đi với tam thai bát tọa, sinh mộ vượng đệ nhất giải thần, thì khi mà có hung họa thì sẽ có những cái thế lực gặp những người thầy thuốc, gặp những người y bác sĩ chữa giúp mình. Đấy là cung tật ách, được cái là cung mệnh của lá số này rất sáng, cung tài. Mệnh này mệnh có thiên tướng, tài bạch lại có tử vi thiên phủ nó chiếu về, thế nên là cũng không quá đáng lo ngại lắm cho cái cung tật ách này. Đó, tiếp theo kình dương đi với điếu khách. Điếu khách thì do ăn chơi mà sinh ra bệnh, sinh ra tật. Tiếp theo có hóa kỵ ở đây chiếu về thì cẩn thận là chúng độc, ngộ độc thức ăn một chút. Còn sinh mộ vượng thì không vấn đề gì, tam thai bát tọa đi với hóa khoa thì là những cái sao may mắn về giải hung, giải tai, giải bệnh. Rồi cung tật ách này không có địa không địa kiếp, nó có linh tinh nhưng mà gặp triệt. Có hóa kỵ ở đây, hóa kỵ thì không qua xấu xa lắm. Rồi đấy là cung tật ách này, cơ liên quan đến cơ xương khớp, liên quan bệnh tinh thần, liên quan suy nghĩ là cái bệnh của thiên cơ.
được cái là có hóa khoa đệ nhất giải thần, mệnh cách là có tướng tử phủ, thế nên không vấn đề gì cả về cái sức khỏe, không đáng ngại nhiều anh chị nhá. Rồi tiếp theo mời anh chị đến các cái đại vận của lá số này. 13 đến 22 học hành các thứ là hanh thông thuận lợi may mắn. Đấy là cái vận 13 đến 22. 23 đến 32 vận này ra đời làm việc ở công danh chắc trở, vất vả để phấn đấu để có được công danh là cái vận này, nói chung có vất vả cũng khó lên. Đấy chính là cái vận từ 23 đến 32. Thứ nhất là kiến thức đang còn non, kinh nghiệm chưa có. Cái thứ ba là thất sát, nó là quyền tinh, nó là dũng tinh, nó chủ về công danh. Nhưng mà sát đi với hình miếu địa lại gặp triệt như vậy là kiếm gãy, công danh là chắc trở bế tắc. Đấy, đấy là vận 23. Vận 33 thì khá hơn rồi, công danh tài lộc các thứ là đầy đủ cả. Nhưng mà chỉ có điều hay vướng phải tranh chấp thị phi do cái con hóa kỵ. Vận này là mua sắm đất đai nhà cửa điền sản khá là nhiều, đó là do đồng đi với song hao, cẩn thận linh tinh đi với tang môn, ngộ với hỏa tinh thì rất dễ cháy đổ, thì cẩn thận khoản đấy. Tang môn ngộ hỏa xấu sao, chiếu soi phương nào chỗ nấy hỏa tai. Đấy là cái vận 33 đến 42, cái vận này là bắt đầu tương đối sáng rồi, tuy là có triệt nhưng mà triệt lúc đấy nó giảm rồi. Rồi tiếp theo vận 43. Vận 43 thì công việc có cái sự phát triển về mặt tài lộc khá là nặng, nhưng mà rất dễ mất. Đấy, mất do bị lừa là con phục binh, mất do bị cướp đoạt là cái con địa không. Cái tổ hợp đại vận 43 là tử phủ vũ tướng, đối diện là tham hỏa. Đấy, tham hỏa thì miếu cách phú ông mà. Tham hỏa là ám chỉ sự giàu có đột xuất, nhưng mà khi mà trong cái bản cung của nó có địa không phục binh thì cẩn thận bị người ta lừa, bị người ta cướp đoạt. Tiếp theo là cái vận 53. Cái vận 53 thì tốt, công danh tài lộc các thứ là tốt hơn rất rất nhiều rồi. Tuy là thái dương có tuần nhưng bản chất của nó vẫn là miếu địa, có một chút cản trở, có một chút ngang trái, còn lại vẫn rất là rực rỡ ở cái đại vận 53 đến 62. Thái dương đi với tả phủ vật, đi với thiên khôi thiên việt, đi với tứ linh, rất là cát lành may mắn. Chỉ có tuần thì nó sẽ cản trở một chút, nhưng mà được cái vận này là bình yên, nó yên bình. Mặc dù là giáp địa không địa kiếp nhưng không đáng ngại, giáp địa địa không thì bị chế ngự rồi. Đấy, thái dương thì cũng không quá ngại địa kiếp, hú chi là đại vận này là thái dương tả hữu, đi với tứ linh, đi với khôi việt, đi với hóa lộc. Rất nhiều cách hay là ở cái cung nô bọc này, chỉ tiếc nó có tuần thì nó không quá rực rỡ thôi, còn lại thì nó vẫn ổn anh chị nhé. Ba cái đại vận 33, 43, 53 thì chỉ có đại vận 43 là rủi ro nhất, nên cẩn trọng vấn đề này. 63 thì nói chung là dù mà có sức khỏe vô địch thiên hạ thì cũng tốt nhất là nên nghỉ hưu sớm. Vận này đào hồng đi với địa kiếp, vận vào hỏa tinh thiên không thì cuối cùng cũng trắng tay về mọi mặt. Đấy, thứ nhất là cái tuổi 63, cái thứ hai là vận vô cùng xấu. Rồi chúng ta dừng lại vận 63 vô cùng xấu, vận này rất dễ mất mạng này. Đấy, thất sát lâm thân trung thị yểu vào vận 63 đào hồng đi với địa kiếp. Đào hồng thì anh chị, đào hồng mà gặp kiếp là dở lắm. Nó đào hồng là những cái bông hoa, nó chủ về sự tăng trưởng sinh trưởng, mà đến cái tuổi già 50 60 mà gặp vận đào hồng là chết dở rồi chứ không đơn giản. Vận đầu 2, đầu 3, gặp đầu 4 gặp đào hồng thì nó thuận thiên, nhưng mà đến lúc tuổi già mà lại gặp đào hồng thì dở rồi. Tiếp theo mời anh chị vào năm 2022 của lá số này. Trước hết là năm 2022 là vào cái đại vận 3 đến 12 tuổi. Nói chung là trong trước 22 tuổi lá số này nói chung bình yên, vạn sự là cứ bình yên hết. Đầu tiên là năm 2022 năm Dần, đúng không ạ? Năm Dần lưu thái tuế vào cái cung Phúc Đức, gặp thất sát gặp thiên hình, nói chung cẩn thận các cái việc liên quan đến dao, gươm, kiếm, kích, vật nhọn, hết sức cẩn thận cho tôi. Sát cũng là thanh kiếm, thiên hình cũng là thanh kiếm, kiếp sát thì là con dao, thế nên là dao, gươm, kiếm, kích, vật nhọn, kim loại, hết sức cẩn thận, rất dễ gây bị thương. Bình thường là sáng không sao, nhưng mà đây gặp triệt rồi dở lắm. Đấy là cái thứ nhất này, cẩn thận vấn đề đấy. Trẻ con thì chúng ta nên luận thế thôi. Tiếp theo là năm nay là năm Dần. Năm Dần thì ở đâu? Năm Dần cũng trùng vào đây, hai cái Dần này trùng nhau. Rồi. Như vậy phải hết sức cẩn thận cái vấn đề này anh chị nhá, hết sức cẩn thận. Tiểu hạn trùng, lưu thái tuế trùng, thế nên là cẩn thận các cái vật đấy. Được cái là có ân quang thiên quý, và quan trọng nhất là cái mệnh đang tốt này, đại vận ở cung mệnh đang tốt này, có tử phủ chiếu về, thế nên là tuy là không đáng ngại nhưng mà vẫn phải đề phòng. Đấy, sát hình sát như thế này rất dễ liên quan đến mổ xẻ châm trích gì đó. Tiếp theo 6 tuổi ở đâu? 3 này, 4 này, 5, 6, đây 6 tuổi vào cung thiên di. Đấy, đặc biệt là khi đi ra ngoài này, đi ra ngoài mà có địa kiếp thiên diêu thì rất nhiều cái hung họa, cũng không hiểu là cái thể loại hung họa gì. Nói chung là năm nay địa kiếp giáp kình, giáp đà, phá quân,
Đấy, tiếp theo là thất cái tiểu hạn lưu thái tuế nó vào đây thì nói chung là cẩn thận cái vấn đề đấy, liên quan đến vật nhọn, liên quan dao gươm kiếm kích vân vân các thứ, rất nhiều cái vật nhọn kim loại nên đề phòng các vấn đề đấy. Rồi còn yên tâm vận từ 3 đến 12 cũng như là 13 đến 22 thì mọi sự là gặp hung hóa cát, mà gặp cát thì càng cát càng cát hơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo ạ.